Nhà hàng ở thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ này đang cố gắng tạo ra bước đột phá trong ngành dịch vụ bằng việc đưa robot vào phục vụ trong nhà hàng. Những chú robot này có nhiệm vụ nhận đặt hàng của thực khách, sau đó chuyển đến cho nhà bếp. Tiếp đó, robot sẽ bê đồ ăn, đồ uống đến từng bàn cho khách hàng, cũng như thu dọn đồ thừa và bát đĩa mang trở lại bếp. Chúng tôi đã nghiên cứu mô hình nhà hàng gần một năm và thử qua nhiều thiết kế khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định rằng cần phải làm một cái gì đó khác biệt mà ở Ấn Độ chưa có. Đó là khi chúng tôi quyết định làm một nhà hàng robot. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Ông chủ của nhà hàng cho biết, lượng khách đến nhà hàng đã tăng mạnh kể từ khi đưa robot vào phục vụ, bởi nhiều người trong số họ tò mò, muốn tận mắt chứng kiến các robot sẽ phục vụ ra sao.